hai thứ trưởng ngoại giao của Cộng sản Việt Nam bị Bộ Công an cáo buộc ăn đậm trong cái vụ chuyến bay giải cứu. Tô Anh Dũng nhận gần 1 triệu đô trong lúc Vũ Hồng Nam nhận gần 2 tỷ đồng. À, trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam kiêm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản nhận hối lộ 60.000 đô với 450 triệu đồng tương đương tổng số tiền là 1,8 tỷ đồng để giúp cho công ty Nhật Minh bán vé máy bay và nơi ở tại khách sạn lưu trú cho 6 cái chuyến bay đưa công nhân từ Nhật Bản về Việt Nam. Dũng và Nam được ghi nhận là khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác. Dũng nộp khắc phục 2 tỷ đồng, còn Nam thì nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Ngoài Dũng và Nam, trong cái băng bộ ngoại giao ăn tiền chuyến bay giải cứu thì còn có Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phạm Bình Minh, rồi có Nguyễn Thanh Hải, cựu vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế. Có Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Như vậy là cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ chuyến bay giải cứu. Chuyến bay ngải cứu à? À không không, chuyến bay giải cứu. Theo đó thì đề nghị truy tố 54 bị can về các tội danh đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Diện bao phủ liên quan đến nhiều bộ ban ngành từ trung ương tới địa phương. Ôi chào ơi, thật là một cuốn ngạo nghệ bề thế vô tiền khoáng hậu đậu má. Và cũng theo kết luận này, đồng chí Tô Anh Dũng đương kim thành viên câu lạc bộ Juventus, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được cho là đã gặm xịp hơn 21 tỏi đồng. Ông Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội bị cáo buộc là nhận 61 tỷ đồng để đi chạy án và cũng chạy thẳng luôn vào lo. Cái đám liều tiều như Chữ Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Thổ Đu ấy, hay là Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Cẩn Nôm ấy, thì cho đến cái bọn đại sứ này, rồi cục trưởng này, trợ lý này, Mỹ mẹ nó nhiều không kể xiết quý vị à. Và đã đành tất cả đều thành củi và tuổi hổ là một đống tàn tro to tổ bố giận trọn cho đời. Đấy, một vụ án mà được đánh giá là siêu nghiêm trọng về cả mặt pháp lý và đạo lý đều không thể dung tha và bào chữa được. Nó chứng minh rạch ròi một cái chân lý. cái bọn mà mở mồm ra mà tính những cái nhời hay ý đẹp thường sống như cái bếp ak như lon chúng ta lột da cá sấu để mà chế tác thành những cái món đồ trang sức cực phẩm chân ái ấy không có cần bàn cãi nữa nhưng mà khi đi hứng nước mắt của nó để mà đun sôi nồi canh thời đại thì các bạn bị lột da là điều mà điếu phải điều tòa nha. Đừng có hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đấy, ông Nguyễn Tuấn ông nói đó, tôi nghĩ đó là một cái câu nói không có hay và dễ bị lạm dụng. Ông Tổng thống Kennedy ông nói một câu mà nhiều người sau này ở Việt Nam hay trích dẫn là cái câu vừa nãy tôi vừa mới nói đó. Đừng có hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc. Nhưng mà có lẽ cái câu này là của thầy ông Kennedy. Thiệt, người mà viết tiểu sử Kennedy á, cho rằng cái câu nói nổi tiếng đó đó thật ra là một câu nói mà thầy giáo trung học của ông hay nói. Chứ ông Kennedy không phải là người đầu tiên nói câu đó đâu. Tất cả bạn học cùng thời đều xác định rằng là người thầy hay nói câu nói đó. Nhưng mà ông Kennedy lại là cái người làm cho câu nói đó nổi tiếng, nhiều đồng hương ở trong nước mình ngay cả vài người trong giới quan chức cao cấp cũng hay trích dẫn cái câu này như là một cái lời nhắc nhở và răng đe những ai mà chất vấn hay phê phán nhà nước nhưng mà thật ra đó là một cái câu nói ngụy biện nha ngụy biện tức là cái kiểu nói lập lời cái sự lập lờ ở đây là đánh tráo khái niệm tổ quốc và chính phủ nhà cầm quyền tổ quốc ở đây bao gồm ý niệm về địa lý hay dân tộc hay đất nước hay dịch vụ nhà nước không có ai hỏi tổ quốc phải làm gì cho mình bởi vì tổ quốc là cái ý niệm tinh thần mà trừu tượng nữa. Hay thậm chí có nghĩa là tổ quốc là 100 triệu dân á, ví dụ. Nếu mà có người dân hỏi tổ quốc có thể làm gì cho tôi thì họ có ý nói rằng là các quan chức nhà nước có thể làm gì cho tôi. Chứ không phải là 100 triệu người Việt Nam có thể làm gì cho tôi. Nhưng mà khi các quan chức hỏi hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc á, thì họ hay cũng giống như ông Kennedy á, hàm ý hỏi đánh đồng giữa tổ quốc và chính phủ nhà cầm quyền vậy đó trớ trêu một điều là cái gì nhiều cái quan chức Việt Nam mà rất là thích lấy cái câu đó ra để mà phản bác lại bất cứ ai mà phê phán chính phủ họ hay hỏi chứ anh đã làm gì cho tổ quốc chưa mà hỏi tổ quốc phải làm gì cho anh trời ơi đó là cái cách đánh đồng giữa tổ quốc và họ đó đảng đó chính phủ đó có người còn xem chính phủ như là cha mẹ vậy chính phủ không phải là tổ quốc và càng không phải là cha mẹ nha mấy nha dĩ nhiên cái cách đánh đồng đó là sai do đó cái câu mà đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc là một cái câu nói dở đó nói dở là bởi vì nó mang cái hàm ý ngụy biện á ông Kennedy ông là một cái người hay hùng biện văn hay chữ tốt ông ấy cũng nổi tiếng là một người rất là thông minh chính khách như ông ấy mà mị dân thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên phải không cái câu nói mà trở thành vấn đề khi vài người ở trong nước mình hay lấy nó ra để mà làm cái cớ chỉ trích những cái người mà phê phán nhà nước Trời ơi, họ tưởng họ nói như vậy là hay Nhưng mà thiệt ra là dở đó ngụy biện á, bỏ đi Tôi nói quý vị nghe nha Cái hình này nè Cái hình mà các bạn đang thấy nè Quý vị đang thấy nè Đáng lẽ ra nó mới là cái lá cờ của đảng Cộng sản Việt Nam á Chứ không phải cờ búa liềm đâu Thì sao Tại vì búa và liềm ha theo kinh điển Cộng sản là đại diện cho giai cấp công nhân và giai cấp nông dân vốn được định nghĩa là giai cấp lãnh đạo đảng. Bố liềm ở trên cờ của đảng Cộng sản Việt Nam nó còn có cái ý nghĩa nguyên thủy đó hay không? Nếu mà cụ tổ Cộng sản các mát linh thiên cụ đã bẻ cổ hết tất cả các lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam rồi. Bởi vì họ đã trắng trợn phản bội lại cái học thuyết Cộng sản của cụ. Chỉ cần gõ Google thôi tìm từ khóa đời sống công nhân nông dân Việt Nam đi thì quý vị sẽ tha hồ chứng kiến cái sự khác biệt một trời một vực giữa bố liệm trên cờ đảng và thực tế vô cùng mỉa mai của giai cấp lãnh đạo đảng. Hiện tại ha hoặc là từ rất là lâu rồi và trong cái tương lai gần cũng thế chẳng có công nhân nông dân nào mà sống nổi với thu nhập của mình. Trong khi giai cấp đầy tớ dân thì ôi cha biệt phủ xe hơi đời sống vật chất vô cùng xa hoa phung phí. Lãnh đạo đảng từ lâu đã chẳng còn thuộc giai cấp vô sản. Không phải công nhân cũng không phải nông dân gì cả, mà chỉ là những cái ông bà tư bản đỏ sống cái đời sống đế vương phong kiến. Thế giới của họ chỉ có quyền cao và thật nhiều tiền. Vì thế cho nên trên lá cờ của đảng nên quẳng mẹ nó cái búa liềm đi, thay vào đó bằng đô la đô la và đô la. Ta nói hen, Nhờ ngăn chặn thành công cái chủ nghĩa cộng sản xâm lăng từ phương Bắc vào thập niên 50 á, mà Nam Hàn á, bây giờ đó là Hàn Quốc đó trở thành một cái quốc gia có tự do dân chủ. Nó có cùng điểm xuất phát và chỉ lớn bằng có 1 phần 3 nước Việt Nam hả? À. Không có nhiều tài nguyên thiên nhiên đâu. Nhưng mà Hàn Quốc đang là nền kinh tế lớn mạnh và đứng thứ 10 trên thế giới đó nha quý vị. Trong khi Bắc Hàn không, có cùng một văn hóa nè, có cùng một dân tộc nè, có cùng một ngôn ngữ nè. Nhưng mà Bắc Hàn á, vì có cái chế độ cộng sản cho nên lại bị lạc hậu và lụn bãi. Trời ơi, xe hơi, điện ảnh, hàng điện tử cao cấp của Nam Hàn có mặt trên khắp thế giới. Kỹ nghệ đóng tàu biển của họ cũng đang đứng hàng đầu thế giới luôn. Nam Hàn phát triển trên mọi lĩnh vực. Trời ơi, điện thoại Samsung các bạn đang cầm trên tay đó cũng là sản phẩm của Nam Hàn. Nó đã đánh bại các thương hiệu điện thoại nổi tiếng như Sony, Ericsson, Nokia đồ luôn. Để trong lúc này, à, Samsung của Nam Hàn nó đang thống lĩnh thị trường thế giới kìa. Nói về máy móc vũ khí của Nam Hàn ha, mà không nói về kỹ nghệ kêu là giải phẫu thẩm mỹ là một cái thiếu sót vô cùng to lớn. Trời ơi Nam Hàn hiện nay hả có cái ngành giải phẫu sắc đẹp đứng hàng đầu thế giới. Cứ hỏi quý bà quý cô Việt Nam thì quý vị sẽ rõ thôi. Đấy, Nam Hàn đấy là một cái quốc gia tại châu Á đáng để cho Việt Nam chúng ta noi gương đấy. Từ đó Việt Nam có thêm động lực và thêm quyết tâm để mà đoạn tuyệt với cái chế độ độc tài cộng sản đi. Trời ơi cái thằng Tèo với thằng Tí chạy đua quanh bờ ao, Nhón một cái thằng Tèo nó đã phóng mất tiêu. Men nó phóng giáp hết mấy vòng thì thằng Tí vẫn còn đang ì ạch tiếng nhanh, tiếng mạnh, tiếng cả nhắc Nó hỏi thăm: "Ê, có bị bệnh gì không?" Thì thằng Tí nó nói: "Mày không thấy tao đang tiến thêm một bước nữa so với vạch xuất phát rồi sao? Nhưng mà mày chạy hết mấy vòng rồi mà mày mới chạy được có mấy bước à?" Thằng Tí nó trợn mắt. "Nè, với tất cả sự khiêm tốn, tao vẫn có thể nói rằng là tao chưa bao giờ có được vị trí như bây giờ nha. Trước giờ tao toàn đi thụt lùi với dậm chân tại chỗ không mà nha. Nên được như bây giờ, tốt lắm rồi đó.